Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop bán phụ kiện săn bẫy nhá. Trong chương trình hôm nay giới thiệu với các bác chi tiết và cái bộ quần áo ngụy trang. Đây nha các bác xem này, rất là nhiều quần áo ngụy trang kiểu đống rơm. Kiểu đống rơm dành cho các bác ngụy trang đi bắn nhá. Cái bộ này ngụy trang đi bắn thì cực kỳ rồi, rất là tốt nhá. Đây các bác thấy này, mỗi một bộ là được đóng gói trong một túi như thế này nhá, một túi như này có một cái dây đeo nhá. Và cái bộ này chỉ có một size duy nhất thôi nhá, một size duy nhất. Bộ này là cái dạng như là bộ quần áo thể thao, nó rất là rộng, anh em to con cũng mặc được, nhỏ con thì mặc nó hơi rộng hơn, càng rộng thì lại càng thoải mái nhá. Thế đây các bác thấy này, đóng trong một túi như này. Bây giờ tôi giới thiệu chi tiết với các bác để các bác xem để các bác nắm được nhá. Bộ này là bộ quần áo đống rơm, ngụy trang tua đống rơm các bác nhá. Các bác lưu ý kỹ khi các bác mua hàng, các bác vui lòng bảo là tôi muốn đặt bộ quần áo ngụy trang kiểu đống rơm. Đấy, ngụy trang tua kiểu đống rơm. Đây cái dây này các bác gỡ ra này. Đây. Thế còn một cái bộ nữa đó là ngụy trang tua lá cây, để tránh nhầm lẫn các bác nói kỹ, đó là ngụy trang đống rơm. Bộ này bao gồm nhá, bao gồm các phụ kiện này. Một cái nắm giải này, tôi để đây. Đây là cái mũ này. Cái này cái mũ này. Nhá. Cái này cái mũ. Đây. Còn đây thì có hai bộ phận, bao gồm là quần này, áo này nhá, quần này, áo này. Bây giờ đầu tiên nhá, cái này ấy, nó là dạng tua. Cái mặt này là mặt trái này, mặt trái này. Khi các bác dùng xong các bác lột ra, để mặt trái ra ngoài thì nó không bị lùm xùm. Còn đây là mặt phải ấy, tôi sẽ là lột cái mặt phải ra. Mặt phải ngoài này có những cái tua này. Đấy, có những tua này giúp cho lùm xùm, cho ngụy trang nó tốt nhá. Các bác xem kỹ nhá, tôi đã giới thiệu đây là bộ tua đống rơm này. Có những sợi thì người ta đính vào nó không dính được, nó sẽ tuột ra ngoài. Thì hôm trước rút kinh nghiệm, hôm trước có một bác nhận hàng bảo là anh ơi, cái tua đấy em sợ nó tuột hết mất. Thì đây là cái tua nó đính. Thế còn máy nó đính trượt cái nào thì bác vuốt, cái đấy nó tuột ra ngoài luôn đi. Đấy nhá. Chứ này bảo là em không lấy đâu, tua như vậy em sợ nó rơi hết. Thì các bác phải xem kỹ, là tôi đã nói từ trước rồi, nó là dạng tua như này. Đấy, tua như này. Nó may trên cái nền, nó là nền vải lưới. Nền vải lưới chính là cái vải này này. Cái nền của nó là rất là chắc chắn cực kỳ luôn nhá. Các bác có rất thoải mái không sao nhá. Nó may trên cái nền vải lưới này. Đấy nhá. May nền vải này này. Nhá. Đấy. Chỗ này là cái bộ phận đội lên đầu. Ngang đây là có mút, nó giúp cho nó êm ái nhá, nó êm ái. Đây là cái mũ này. Nó để đây. Còn đây là cái áo. Áo này là mặc theo kiểu đóng cúc nhá, mặc theo kiểu đóng cúc. Thế còn nó nhiều tua như này ấy, mà kéo khóa thì nó sẽ dính rất là nhiều ấy, đóng cúc. Chiều này nó cũng là cái chiều ở phía ngoài. Các bác mặc xong các bác lột nó ra để cho cái mặt trái này ra ngoài này. Nó không bị tua, nó không bị mắc nhá. Mặt phải nó sẽ ở trong. Tiếp tục. Đây là cái quần nhá, đây là cái quần. Đấy. Quần này ấy, là quần cạp chun. Cạp chun này. Có thắt con đĩa này nhá, có thắt con đĩa. Đấy. Như này cũng là cái chiều trái của nó. Chiều trái của nó. Khi các bác mặc thì các bác lột ra chiều phải nhá, lột ra chiều phải. Thế mặc xong mình lại lột vào chiều trái thì nó không bị tua, nó không bị mắc. Đấy. Ống quần là nó có cái dạng co nhá, ống quần dạng co. Nền vải vẫn là nền vải lưới. Rất là chắc chắn này. Đây này. Nó là vải lưới nhưng mà nó chắc cực kỳ luôn, nó thoáng, nó mát nhá. Đấy. Cái này các bác có dứt mấy cũng không hề xô xách gì hết này. Cực kỳ chắc luôn. Đấy. Đây nha, tôi sẽ mặc thử cho các bác. Là tôi sẽ lột cái quần ra. Lột quần ra. Đây là quần áo ngụy trang đi bắn nhá các bác nhá. Ngụy trang đi bắn. Ngụy trang cực tốt luôn. Ngụy trang theo kiểu tua đống rơm. Đấy. Nó đính nhiều sợi tua vào để cho mình ngụy trang. Đính nhiều sợi tua là đính nhiều lớp. Đây các bác nhìn này. Đấy. Lớp dưới này, lớp trên này, nó xoài vào nhau này. Đấy. Đấy. Cái này nó chỉ là cái sợi tua thò ra thôi. Các bác bảo nó có mắc đâu không thì tôi nghĩ là nó không bị mắc đâu. Thế là cái nào mà nó không dính được, nó thì ấy thì các bác cứ vuốt nó ra. Vuốt nó ra nhé. Vuốt nó trôi ra. Nên các bác muốn những cái sợi đấy nó dính tiếp vào này, các bác buộc vào đây. Buộc vào đây cho nó nhiều. Càng nhiều thì ngụy trang nó càng tốt thôi. Đây là cái quần. Đấy. Đấy. Cái này thì ai cũng mặc được. Đấy, ai cũng mặc được. Thì các bác chỉnh sửa cho tua nó mượt mà đi thì nó ngụy trang rất là tốt. Đây, tôi sẽ mặc thử cho các bác xem. Hò ra nha, ngụy trang đi bắn, cái này là ngụy trang đi bắn, là ngụy trang lúc trực tiếp mà các bác đã đới được rừng, đới được phi đấy trường bắn để các bác mặc vào luôn, chứ không phải là các bác mặc cái bộ này từ nhà đi nhong nhong sẵn đâu nhá. Đây, đây là ngụy trang đi bắn, thì bảo các bác là rất là tua. Đây, cho lên trên một chút, các bác thắt dây này vào cho nó vừa bụng của mình nhá. Nó là cặp chun, ai cũng mặc được, thắt vừa bụng này. Tôi thì lại dạo này đang ốm, gầy quá, bụng nó nhỏ, sợ tụt đấy. À, các bác mặc xong, các bác sửa sang những cái tua này này, san ra cho nó đều nhau nhé, san đều nhau. Đấy, cho đây là cái quần nhé, cũng rất là dễ chịu ấy nhé. Đấy, tiếp theo là cái áo, bạn thông cảm nhá, tại vì mặc vào nó cũng hơi buồn cười một chút, nên là nói nó cứ bị buồn cười nhá các bác nhá. Đây, lột cái áo ra này, tôi mặc xong tôi lại cứ nghĩ này, ngồi bộ này đi xe máy để đến rừng thì ngoài đường ấy nhìn thấy bảo gì. Nhưng các bác lưu ý, đến rừng, đến chỗ bắn rồi thì các bác mới mặc nhá. Lột ra, lột ống tay ra, lột ống tay ra và tiếp tục lột ống tay bên này ra. Thế đây là lúc mặc ấy thì nó sẽ hơi nâu, nhưng mà lúc cởi nó nhanh hơn đấy các bác nhá. Các bác công nhận không? Bao giờ lúc cởi đồ nó cũng nhanh đấy, sau tôi cởi cho các bác xem. Rồi, mặc vào nhá. Rồi, từ từ. Cái dạng này là dạng đóng cúc, mình sẽ lần ra cúc và mình đóng nó vào. Đây, đóng cúc nha. Khi mặc này vào thì các bác nhờ anh em nào đấy chỉnh tỉa tốt cho nó, các tua nó ra hết, nó không bị mắc, nó san đều ra thì tính ngụy trang nó tốt hơn. Đấy, các bác mặc này là rất là mát, không nóng đâu. Mặc này ôm cây củi bắt đầu ngồi rình nhá. Đấy, ngồi rình chim rình thú này, tay này, tay có ống tay luôn này các bác này, có chun này, các bác tở nó rộng ra, san ra cho đều, san ra cho đều nhá. Đây là tiếp theo, đây là tôi mặc áo vào rồi nhé, tôi mặc áo vào rồi. Bây giờ tôi sẽ đến tiến hành được cái mũ. Đấy, cái mũ các bác lưu ý này, mũ nó có một cái lớp lưới xanh rộng cho mình này, lưới xanh rộng cho mình này. Đấy, mình nên đội cho cái lưới xanh đấy nó thò ra để mình quan sát nhá, thò ra mình quan sát. Rồi, ok. Đấy, mình cần quan sát thì mình hơi vén ra một chút nhá, thế không thì mình cho sùm lại. Rồi, thế còn cái giải này này, cái giải này các bác nhá, cái giải này là cái giải tua ngụy trang, họ may vào cái dây chun này, họ may vào dây chun này để giúp các bác cuốn vào cây củi của mình. Đấy nha, giúp các bác cuốn vào cây củi của mình, thế là ngụy trang cực kỳ luôn nhá. Thế là giúp các bác cuốn vào cây củi này. Rồi, thế đây là chi tiết cái bộ quần áo ngụy trang theo kiểu đúng không? Các bác xem kỹ giúp tôi nhá. Ví dụ tôi ngồi đây. Đó, hay là tôi ra ngoài gốc cây này, nó có màu cây cối này. Rồi, đây, đây các bác thấy không? Cái độ ngụy trang của nó là cực là tốt. Các bác ở mặt bộ này tới rừng trực tiếp và các bác ôm cái củi, các bác mình bắn thì chim cò về ngay người luôn không biết nhá. Đấy, chim cò về ngay người không phát hiện được. Đấy, rồi, cái đây là chi tiết cái bộ quần áo ngụy trang theo kiểu tua đống rơm. Các bác quan sát kỹ giúp tôi nhá, kiểu tua đống rơm. Đấy, kiểu tua đống rơm này. Đấy nhá. Rồi, bây giờ mình tháo ra, mình sẽ lột hết những cái phần tua vào trong. Đầu tiên là cái mũ nha, lột vào trong. Đấy, gọn gàng chưa? Tiếp theo cái áo, các bác bỏ cúc ra, các bác bỏ cúc ra, đấy, bỏ cúc ra này, và các bác lột luôn. Như tôi nói lúc trước nhá, cởi đồ rất là nhanh đấy, lột ra, rồi, nha, rồi, thấy không? Rồi các bác úp cái đằng tua vào, úp đằng tua vào phía sau, đó được cái bộ.